Xin sư cho con hỏi, quan niệm cho rằng các vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa là có thật có phải tà kiến? Tà kiến có phải những gì đi ngược lại không đúng với giáo pháp của Đức Phật? Thì xin thưa với quý vị, tà kiến là gì? Tà kiến là nói theo trong kinh ha, là những gì vô thường thì cho là thường, những gì là khổ thì cho là lạc, những gì vô ngã thì cho đó là tôi, là của tôi, thì đó là tà kiến. Ngoài ra đó, tà kiến còn là những gì Phật có nói cho là Phật không nói, Phật không nói cho là Phật có nói, Phật có làm cho là Phật không làm, Phật không làm cho là Phật có làm. Tà kiến còn là những gì mà có tội cho là không có tội, không có tội cho là có tội, tội nặng cho là tội nhẹ cho là tội nặng, tội có thể sám hối cho là tội không thể sám hối, tội không thể sám hối cho là tội có thể sám hối. Tà kiến còn là không tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tà kiến còn là không tin vào sự hiện diện của chư thánh nhân. Tà kiến còn là sự không tin vào những gì mà mình không thấy, không biết. Tà kiến còn là sự tin tưởng vào con đường thực hành đi đến giải thoát nằm ngoài bát chánh đạo. Còn nếu như quý vị muốn biết rõ hơn thì quý vị có thể tham khảo bài Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ. Ở đó Đức Thế Tôn mô tả đầy đủ 62 loại tà kiến. Còn ở đây thì sư chỉ tóm tắt một số loại tà kiến quan trọng. Cho nên cái việc mà quý vị hỏi thì chỉ việc đối chiếu xem là Phật có nói hay là không. Sư ví dụ, Phật có nói hay là không, Phật có làm hay là không. Nếu như người đời sau họ tự chế biến ra và họ sáng tác một bài kinh nào đó cho là Phật có nói, Phật có làm, thì như vậy là họ đã tà kiến và họ phỉ báng Đức Thế Tôn. Chỉ đơn giản thế thôi. Còn những cái kinh điển thì sư đã nói nhiều rồi, đã có video rồi, cho nên vui lòng xem lại. Và sư qua cái câu hỏi tiếp theo.